What's up guys, welcome back to Hello Hào và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới đồ uống bằng sự trải nghiệm, và đó chính là Hào. Như các bạn vừa thấy thì Hào vừa hoàn thành xong một món cocktail. Và đây là một cocktail rất là dễ dàng, không có gì là khó hết. Nhưng mà cái ý chính của cái tập ngày hôm nay là Hào muốn chia sẻ với tất cả mọi người một cái công thức mà các bạn có thể sử dụng nó cho tất cả các loại liquor nào cũng được. Nhưng mà trước khi mà chia sẻ thì Hào sẽ thử cái cocktail này nhé. Và Hào sẽ cho các bạn biết là Hào bỏ gì trong này và nó có mùi vị như thế nào. Cheers. Đây là món cocktail mà họ làm với Jameson Blood Orange, có nghĩa là cam máu và một chút nước chanh, cộng với lại Cointreau. Thì có thể nói đây là một cocktail mà cộng gợp giữa whisky sour và một trong những công thức rất là quen thuộc mà mình đã thấy ở Cosmo, Kamakazi, Sidecar hoặc là Margarita. Thì đây là một trong những cái công thức mà họ đã làm trong cái thời gian mà hồi đó mình đi làm rất là thành công, và họ nghĩ là rất là hay đêm và có thể chia sẻ với tất cả các bạn, dành cho các bạn nào mà mới học bartender graduate hoặc là bạn nào mà ở nhà và yêu thích cocktail mà chỉ muốn làm một những cocktail mà fruity, có nghĩa là rất là nhiều hương trái cây, không quá ngọt, không chua, mà cocktail lại rất là balance, rất là cân bằng và hòa quyện. Thì Hào chia sẻ với mọi người một công thức rất là dễ dàng, đó chính là mình chỉ cần sử dụng, chọn một cái liquor mình yêu thích. Sau đó là ví dụ bạn có thể có whisky, vodka, gin, tequila, rum, anything, tất cả mọi thứ mà bạn yêu thích là liquor ha. Và bạn sẽ có triple sec hoặc là Cointreau, cộng thêm là một loại nước trái cây. Nước trái cây không phải là chanh nha các bạn. Nước trái cây ở đây có thể là nước dưa hấu nè, nước xoài, nước thơm, anything các bạn thích. Và một nếu như mà cái loại trái cây đó nó quá ngọt, ví dụ như bên này thì cam Mỹ rất là ngọt đúng không, thì mình sẽ cho thêm một chút nước chanh vào để cho cân bằng cái vị lại. Hoặc nếu mà nước chanh, ví dụ bạn sử dụng cam ở Việt Nam thì nó đã chua và nó ngọt sẵn rồi, thì bạn sẽ không cần phải cho thêm nước chanh vào nữa để cho nó quá chua. Cái này thì chỉ là cân bằng cái vị theo cái sở thích của mình thôi. Và chúng ta chỉ cần đo lường như là cái đo lường mà Hào đã ghi ở cái phần đầu tiên, và Hào cũng sẽ viết ở dưới cái phần description box cho các bạn xem nhé. Thì chúng ta sẽ có một cái món cocktail ngon như thế này rồi. Các bạn thấy không, chỉ rất là những thành phần đơn giản, đó chính là một cái loại liquor bạn yêu thích. Cái thứ hai đó chính là Cointreau hoặc là triple sec, một cái loại nước trái cây mình yêu thích, tổng hợp lại, gia giảm một chút đường, một chút nước chanh, là mình đã có một món cocktail thật là ngon rồi. Còn bạn thấy mà họ để orange bitters á, thì chỉ là một cái chút tweak mà họ muốn để thêm để cho cái flavor, do là làm quá trình làm của mình, cái bartender của mình, cái kinh nghiệm, thì Hào thích để thêm một chút bitters để cho một cái aftertaste, một cái chút đắng đắng chút xíu để cho nó lạ, và cái long finish, cái finish của các cocktail nó sẽ dài hơn. Ok, vậy đến đây cũng đã hết rồi. Nếu mà bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nút like, subscribe và chia sẻ, và đừng quên để lại những comment cho Hào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye.